Ngày 27 tháng 10, nguồn tin báo Tiền Phong cho hay hiện cơ quan an ninh công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ nghi phạm Trương Dương 1980, trú tại 9/11 khu phố Tây Bờ, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và đã lấy lời khai ban sơ về vụ việc. Quá trình điều tra, công an xác định loại thuốc nổ được Dương dùng khó kiếm trên thị trường, được chế tạo kích hoạt bằng máy tính bảng di động. Dương đã đặt mình trong nhà vệ sinh của tòa nhà làm việc chỉ dẫn cục thuế Bình Dương, sau đó ra khỏi trụ sở Thế Hệ dùng máy tính bảng để chỉ dẫn nổ từ xa. Hiện, Dương chỉ Thế Hệ khai nhận đã nhận số tiền 300 triệu đồng từ tổ chức phản động để đánh bom cục thuế Bình Dương. Vụ nổ khiến tường nhà đổ sập. Thế nhưng, Dương vẫn chưa khai ai là người đã cung cấp thuốc nổ để y thực hiện hành vi trên. Dù vậy, bằng nghiệp vụ công an vẫn xác định thuốc quả miền Dương dùng có người cung cấp, người này rất có thể đang ở Việt Nam. Từ đó, công an một mặt đấu tranh với nghi phạm, mặt khác cử lực lượng truy tìm người cung cấp miền cho Dương. Người được cho là đã trả tiền cho Dương thực hiện khủng bố là Lisa Phạm, tên thật là Phạm Thị Anh Đào, 40 tuổi, là thành viên tổ chức khủng bố chính phủ Giang Sơn Việt Nam lâm thời, hiện đang định cư tại Mỹ. Nguồn tin cũng cho biết thêm, thời điểm xảy ra vụ nổ có đoàn cán bộ thanh tra thuộc Bộ Tài chính đang làm việc tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Như Tiền Phong đã đưa tin, vào hồi 9 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2019 đã xảy ra vụ nổ tại trụ sở Cục Thuế tỉnh Bình Dương, địa chỉ 328 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thị trấn Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Vụ nổ lớn khiến các phòng làm việc tại Cục Thuế Bình Dương bị ảnh hưởng. Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, các đơn vị liên quan đã đến hiện trường gồm công an, viện kiểm sát, quân sự và lực lượng phòng cháy chữa cháy. Trong đó, chỉ dẫn công an tỉnh Bình Dương cũng đích thân đến hiện trường chỉ dẫn điều tra. Đến chiều 3 tháng 10, công an Bình Dương tiến hành phong tỏa đường Võ Thành Long, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một để khám xét căn nhà 2 tầng được cho là Trương Dương đã ghé qua trước khi vụ nổ xảy ra.